Thật sự cây này là cây bông vải. Thì sáng nay em trở lại em giới thiệu lại với các bạn cái vườn cây bông vải này hiện giờ nó đã trổ bông hết rồi. Thì hiện nay họ chờ, họ chỉ còn lấy xe, họ thu hoạch. Và khi họ thu hoạch thì họ sẽ cuộn vô một cái cuộn rất là to, chở đi để mà họ làm ra những cái vật dụng mà mình xài hàng ngày. Thì hôm nay em trở lại với giới thiệu lại với các bạn vườn cây bông vải sau khi mà họ đã thu hoạch nha các bạn ha. Các bạn ơi, đây là vườn cây bông gòn sau khi họ đã thu hoạch.
chỉ còn lại đất màu nâu thôi. Nhưng mà xa xa ở phía bên đó mà bà các bạn thấy cái màu vàng vàng đó là những cuộn bông gòn họ đã cuộn lại, họ đã thu hoạch và họ cuộn lại thành những cái cuộn như thế này nè các bạn. Các bạn, sau lưng em là những cuộn bông gòn nha các bạn. Sau khi cái mùa thu hoạch rồi á, thì họ sẽ có cái máy và họ thu hoạch cái bông gòn và họ cuộn thành những cuộn to như vậy nè. Rồi sau đó họ sẽ đem vào nhà máy và làm ra những vật dụng mà mình xài hàng ngày. Thì những cuộn bông gòn này á, như các bạn biết á, là họ trồng vào mùa hè và họ thu hoạch vào mùa thu. Thì hiện nay thì đã tháng 10 rồi, là cái mùa thu hoạch đã kết thúc. Thì đây là những cuộn bông gòn họ đã cuộn. Bây giờ mình tới mình xem những cuộn bông gòn này như thế nào nha các bạn ha. Cái cuộn bông gòn nhìn xa thì nó nhỏ vậy đó, nhưng mà tới gần nó rất là to nha các bạn. Nó còn cao hơn em nữa nè, thấy không? Nó còn cao to hơn em nữa đó, rất là cao to. Toàn là bông gòn đã cuộn rất là chặt ở trong những cái cuộn này rồi, rất là lớn, rất là to và chắc là cũng rất là nặng đó các bạn. Thì đây là cái mảnh bông gòn nè đó, cái mảnh bông gòn nó như thế này. Cảm ơn các bạn đã đến với những cái video clip của em. Hy vọng là các bạn thích những gì em đưa đến cho các bạn hàng ngày. Thank you everybody for supporting my